Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dominica bị ám sát. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, các nhà chức trách cho biết, Bộ trưởng Môi trường của Cộng hòa Dominica, Orlando Jorge Meza, đã bị bắn chết trong văn phòng của mình. Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống, Jaime Figueroa, cho biết trong một đoạn video được đăng lên Twitter vào chiều thứ Hai rằng một nghi phạm được xác định là Miguel Cruz đã bị bắt giữ. Figueroa cho biết Cruz là bạn thời thơ ấu của Bộ trưởng nhưng không đưa ra động cơ tiềm ẩn cho vụ tấn công. Các nhân viên tại Bộ Môi trường và Tài nguyên Môi trường nói với các nhà báo rằng họ đã nghe thấy ít nhất 7 phát súng từ bên trong tòa nhà. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau đó. Ông Meza mất đi để lại người vợ hiện tại đang là đại sứ Dominica tại Brazil và hai người con trai. Ông Meza là một luật sư 55 tuổi, xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị và là con trai của cựu Tổng thống Salvador Jorge Blanco, một trong những người sáng lập đảng cách mạng hiện đại cầm quyền. Ông được bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên từ tháng 8 năm 2020. Vài nghìn người di cư, trong đó có nhiều người đến từ Venezuela đã khởi hành từ miền Nam Mexico vào sáng sớm thứ Hai mùng 6 tháng 6, nhằm đến Hoa Kỳ. Cùng thời điểm cuộc di cư diễn ra, tại Los Angeles cũng bắt đầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Các nhà hoạt động di cư cho biết đoàn có thể là một trong những đoàn di cư lớn nhất khu vực trong những năm gần đây. Theo các nhân chứng của Reuters, ít nhất 6.000 người đã rời thành phố biên giới Tapachula, huyện di cư quốc gia của Mexico không đưa ra ước tính về quy mô của nhóm và không đưa ra thông báo bổ sung nào về đoàn lữ hành. Về phía người tổ chức caravan Luis Garcia Villazan cho biết, họ đại diện cho nhiều quốc tịch khác nhau của những người đang chạy trốn khó khăn ở quê nhà, trong đó có nhiều người đến từ Venezuela. Trước diễn biến của đoàn di cư, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ công bố một hiệp ước khu vực về di cư vào cuối tuần. Theo ghi nhận của Reuters về đoàn di cư, trong đó có nhiều trẻ em, đã bắt đầu chuyến đi sớm dưới mưa và tàn ra trên một số làn đường cao tốc. Một số người khác, họ mặc áo choàng bonzo bằng nhựa và cầm ô. Trước đó, vào năm 2018 đến 2019, các đoàn di cư lớn đến Hoa Kỳ cũng đã đi khắp Mexico chủ yếu, bao gồm người Trung Mỹ, tiếp theo là các nhóm nhỏ hơn trong những năm gần đây. Năm ngoái, số lượng người di cư kỷ lục đã cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ, Mexico một cách bất hợp pháp. Người di cư Colombia Robin Sanze, 35 tuổi, cho biết anh hy vọng nhóm sẽ thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh. Họ muốn có một tương lai cho con cái mình. Họ mong vượt qua Mexico mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc rời khỏi cuộc họp ở Ukraine. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, Đại sứ Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia của Nga đã rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu trước Hội đồng gồm 15 thành viên và cáo buộc Moscow gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với cuộc xâm lược Ukraine. Nói chuyện trực tiếp với Nebenzia khi anh ta bước ra ngoài, Michel nói, bạn có thể rời khỏi phòng, có lẽ việc không nghe sự thật sẽ dễ dàng hơn. Michel cũng đã cáo buộc quân đội Nga về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, đặc biệt trích dẫn các báo cáo về bạo lực tình dục, trọng tâm của cuộc họp Hội đồng Bảo an và mô tả đó là một chiến thuật tra tấn, khủng bố và đàn áp. Trong tuyên bố của chính mình trước đó, Nebenzia đã bác bỏ dứt khoát bất kỳ cáo buộc nào về bạo lực tình dục của binh sĩ Nga, đồng thời lên án những gì ông nói là dối trá. Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Ông Michel nói trong Hội đồng Bảo an, ngài đại sứ Liên bang Nga, hãy thành thật mà nói, Điện Kremlin đang sử dụng nguồn cung cấp lương thực như một tên lửa tàng hình chống lại các nước đang phát triển. Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang cố gắng môi giới cái mà ông gọi là thỏa thuận trọn gói để nối lại xuất khẩu lương thực của Ukraine và xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư để thảo luận về việc mở khóa xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Sikwa Ichat khoe chiếc cúp vô địch Pháp mở rộng. Theo Reuters, Iga Świątek đã khoe chiếc cúp vô địch Pháp mở rộng tại Paris vào Chủ nhật, mùng 5 tháng 6. Vào hôm thứ Bảy, tay vợt số 1 thế giới Świątek đã khẳng định sự thống trị của mình trong làng quần vợt nữ bằng cách đánh bại tay vợt người Mỹ Coco Gauff với tỷ số 6-1 và 6-3 để giành danh hiệu Pháp mở rộng thứ hai sau 3 năm. Sự pha trộn giữa sức mạnh, sự đĩnh đạc và độ chính xác của Pon 21 tuổi trên sân đất nện là quá sức đối với Gauff 18 tuổi sau khởi đầu run rẩy trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cô. Świątek, người đã lên ngôi số 1 thế giới khi Ad Barty người Úc tuyên bố giải nghệ vào tháng 3, hiện đã thắng 35 trận liên tiếp, tương ứng với chuỗi bất bại dài nhất kể từ Venus William vào năm 2000. Cô vượt qua set mở màn và vượt qua sự kháng cự ngắn ngủi của Gao trong hiệp thứ hai để trở thành tay vợt thứ tư trong thế kỷ này, nhiều lần nhận cúp Susan Lenglen. Thủ tướng Johnson sống sót trong gang tấc của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Dẫn nguồn Reuters, việc Thủ tướng Boris Johnson sống sót trong gang tấc của một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã thống trị các trang nhất của tờ báo Anh. Phản ứng trước chiến thắng không đáng có của Johnson, trang nhất của The Times đã đưa hình ảnh Johnson trông có vẻ buồn bã. Tờ báo cũng đưa ra câu hỏi về tương lai chính trị của Johnson sẽ như thế nào. Mặc dù chiến thắng, nhưng cuộc bỏ phiếu là một đòn giáng mạnh vào Johnson, với 41% các nhà lập pháp của ông đã bỏ phiếu chống lại sự lãnh đạo của ông. Sau nhiều tháng bê bối và những lời dò xét,
đã đặt ra câu hỏi về quyền điều hành nước Anh và đánh bật vị trí của ông trong lòng công chúng. Tổng cộng có 211 nhà lập pháp bỏ phiếu ủng hộ Johnson, trong khi 148 nghị sĩ của chính ông tuyên bố không tín nhiệm đối với lãnh đạo đảng bảo thủ, giúp ông giành chiến thắng xích sao chỉ 63 phiếu. Johnson đã phải chịu áp lực ngày càng lớn, ngay sau khi ông và các nhân viên tổ chức các bữa tiệc có cồn tại văn phòng và tư dinh của ông, khi anh đang bị phong tỏa để giải quyết đại dịch COVID-19. iOS 16 vừa ra mắt có gì mới? Theo Reuters, hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, Apple đã tung ra bản cập nhật phần mềm cho iPhone, công bố dịch vụ mua ngay trả sau và giới thiệu MacBook Air được trang bị chip M2 mới nhất. Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu, sự kiện thường niên lớn thứ hai của Apple, gã khổng lồ công nghệ đã giới thiệu một bảng điều khiển xe hơi mới sẽ có trong các mẫu xe mới, bao gồm cả Ford và Jaguar. Đồng thời, nhà sản xuất iPhone đã tung ra một loạt các tính năng để đảm bảo an toàn dữ liệu. Hệ điều hành mới nhất dành cho iPhone sẽ có màn hình khóa được làm mới đi kèm với các tiện ích mới, khả năng cá nhân hóa tốt hơn và cách tiếp cận mới đối với thông báo. Apple Pay Later sẽ cho phép người dùng thanh toán bằng Apple Pay nếu nó được chấp nhận và thanh toán theo 4 đợt trong 6 tuần mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Apple cũng cung cấp một tính năng mới được gọi là kiểm tra an toàn nhằm bảo vệ mọi người trong các tình huống bị lạm dụng. Nó cho phép bạn dễ dàng thu hồi quyền truy cập vào một số thông tin nhất định, chẳng hạn như vị trí mà bạn có thể đã chia sẻ với người khác trước đây. Người dùng cũng có thể đăng xuất khỏi tài khoản iCloud trên các thiết bị khác để tăng cường an toàn từ trang kiểm tra an toàn. iOS mới sẽ có các bản cập nhật mới cho Apple CarPlay bao gồm các cụm đồng hồ mới và các nhà sản xuất ô tô, bao gồm Ford Motor và Jaguar Land Rover sẽ tích hợp tính năng này với ô tô của họ. Về chip M2 mới nhất, hỗ trợ RAM tối đa 24GB, hiệu năng CPU nhanh hơn 18% và cho phép phát nhiều video 4K và 8K cùng lúc. Chip M2 sẽ được trang bị MacBook Air hoàn toàn mới. Độ mỏng của MacBook Air 2022 là 11mm, được trang bị màn hình Retina lòng 13,6 inch và sẽ có hệ thống sạc MagSafe. MacBook Air giá khởi điểm từ $1,199 và có các màu xám, vàng, bạc và xanh lam. Một chiếc MacBook Pro với chip M2 có giá khởi điểm $1,299. Cả hai máy sẽ được bán ra vào tháng tới. Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại World Cup của họ ở Qatar vào ngày 8 tháng 6 tới đây. Các đội phải xếp hạng sau khi xếp thứ 3 trong các nhóm vòng loại World Cup châu Á bởi họ không thể vượt qua vòng loại trực tiếp. Trong trận playoff châu lục lần này, đội thắng cuộc sẽ ở lại Qatar tham dự trận playoff cuối cùng gặp Peru vào ngày 13 tháng 6 để giành quyền và thi đấu vòng chung kết World Cup tại Qatar bắt đầu vào tháng 11. Đối với Australia, họ sẽ tìm cách giành vé tham dự vòng chung kết lần thứ 5 liên tiếp, trong khi đó bên đối thủ còn lại là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ cũng sẽ nỗ lực hết sức có thể để giành tấm vé thứ 2 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất sau lần ra mắt đầu tiên tại kỳ World Cup 1990. Ở cuộc họp báo, cầu thủ đội tuyển Úc chia sẻ, cuộc chiến sẽ không dễ dàng, cả hai đội đều đến đây là có lý do, cả hai chúng tôi đều có chất lượng để đến World Cup, chúng tôi mong đợi một trận chiến lớn, một trận chiến thể chất, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tuyệt vời. Đậu mùa khỉ lây nhanh, Quebec cung cấp vaccine phòng chống. Và thứ Hai ngày 6 tháng 6, các quan chức y tế ở Montreal đã tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người được tiêm phòng bao gồm những người đã tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận trong 14 ngày qua. Trong bối cảnh nhiễm bệnh trong khu vực, ở Reddit cư dân Montreal cho biết sự gia tăng của các ca bệnh đã thúc đẩy anh ta tiêm vaccine. Tôi thích cảnh giác hơn vì rõ ràng nó khá dễ lây lan theo những gì tôi hiểu, anh ấy nói với Reuters. Tính đến thứ Sáu ngày 3 tháng 6, Cơ quan Y tế Công cộng Canada đã xác nhận 77 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ với 71 người ở Quebec, 5 người ở Ontario và 1 trường hợp Alberta, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Theo báo cáo của Reuters và số liệu địa phương, khoảng 30 quốc gia không lưu hành bệnh đậu khỉ, với hơn 911 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ, chủ yếu ở châu Âu. Các nhà khoa học đang cố gắng ghi lại những lý do đằng sau sự lây lan. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc gần gũi và lần đầu tiên được tìm thấy ở khỉ, thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương da đầy mủ. Bệnh có thể tự khỏi trong vài tuần nhưng cũng có thể giết chết một phần nhỏ những người bị nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus hiếm gặp tương tự như bệnh đậu mùa ở người, tuy nhiên nhẹ hơn, và lần đầu tiên được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1970. Thủ lĩnh nhóm bạo động Joe Boy bị truy tố về tội âm mưu bạo động tại Hoa Kỳ. Theo một tài liệu của tòa án, cựu lãnh đạo của nhóm bạo động Joe Boy và 4 đồng bọn của anh ta đã phải đối mặt với cáo buộc liên bang mới về âm mưu bạo động vào thứ Hai ngày 6 tháng 6. Vì liên quan đến cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Theo tài liệu, các công tố viên liên bang đang điều tra vụ tấn công đã đệ trình các cáo buộc mới đối với nhóm. Cả 5 bị cáo đều đã không nhận tội với các cáo buộc hình sự khác liên quan đến vụ tấn công. Bản cáo trạng mới, cáo buộc 5 người đàn ông âm mưu ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng Tổng thống năm 2020 của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden trước Đảng Cộng Hòa đương nhiệm Donald Trump. Trump đã tuyên bố ông đã thua do gian lận bỏ phiếu. Các công tố viên nói rằng thủ lĩnh của nhóm đã đóng một vai trò quan trọng nhất mặc dù anh ta không có mặt ở Washington vào ngày hôm đó.
sau đó đã bị bắt vì các tội danh khác. Ba thành viên của một nhóm bạo động khác đã nhận tội với những cáo buộc âm mưu bạo động. Một số thành viên khác của nhóm, bao gồm cả thủ lĩnh, đã không nhận tội và sẽ ra tòa vào cuối năm nay. Khoảng 800 người đã bị buộc tội tham gia vào cuộc bạo động ở Capitol, với khoảng 250 người đã nhận tội cho đến nay. Phát hiện xác tàu đắm hàng thế kỷ cùng kho báu tiền vàng ngoài khơi Colombia. Theo Reuters, những con tàu đắm cũ hàng thế kỷ chứa đầy kho báu tiền vàng đã được phát hiện ở ngoài khơi Colombia. Các quan chức hải quân Colombia đang tiến hành giám sát dưới nước đối với tàu San Jose bị chìm từ lâu và phát hiện thêm hai con tàu đắm lịch sử khác gần đó. Một chiếc được cho là con thuyền thời thuộc địa Tây Ban Nha và chiếc còn lại được cho là từ thời Colombia, chiến tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha khoảng 200 năm trước. Tàu San Jose bị chìm vào năm 1708 gần cảng Catana vùng Caribe của Colombia. Một số nhà sử học tin rằng hàng hóa kho báu của nó có thể trị giá hàng tỷ. Ngoài những hình ảnh mới về con tàu đắm, còn có tiền vàng, đại bác cũng như các vật phẩm khác như bình hoa và đồ sành sứ. Các nhà chức trách đang nỗ lực nâng xác con tàu và đồ đạc của nó lên khỏi đáy biển để trưng bày trong bảo tàng.